Tổng thống François Hollande tuyên bố là Liên Âu sẽ gia tăng cấm vận Nga, tin từ Paris. Tổng thống Pháp là ông François Hollande và Thủ tướng tiếp khắc Bouchouslav Sobotka đã đưa ra một bản tuyên bố chung nói rằng Liên Âu sẽ gia tăng cấm vận đối với Nga nếu cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao tại Geneva trong ngày hôm nay không đem lại kết quả mong muốn. Tổng thống Hollande đã nói với báo chí rằng ông ta không biết Hội đồng Liên Âu sẽ có phiên họp đặc biệt hay không, nhưng Liên Âu cần phải sẵn sàng nếu không thể giảm căng thẳng và không thể tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 4. Thủ tướng Sobotka nói rằng tiếp khắc đang rất quan tâm đối với tình hình Ukraine và Nga đang đóng quân ở biên giới. Ông ta nghĩ rằng Nga cần phải xuống thang căng thẳng, không có những hành động đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.